Chào các bạn, nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách tạo chân cho cái con IC mà sau khi chúng ta đục keo lên á. Thì sau khi chúng ta đục keo lên và dọn keo, các bạn sẽ nhìn thấy chân IC ha. Nó sẽ có những cái chân rất là sáng và có những cái chân rất là tối. Thì những cái chân tối là những cái chân sẽ không có ăn chì các bạn ha. Và những cái chân sáng là những cái chân vẫn còn chì. Thì thường thì chúng ta sẽ cho một lớp nhựa hông lên, đúng không? Sau khi chúng ta dọn keo sạch sẽ thì chúng ta cho một lớp nhựa hông. Và chúng ta sẽ sử dụng cái mỏ hàn để chúng ta vuốt 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 nó, giống như chúng ta tạo chân lại cho nó các bạn ha. Đó, nhưng mà thường thì khi các bạn thấy các bạn làm cái cách như vậy nè thì nó sẽ rất là cực ha. Nếu mà nó chỉ có một vài chân á, một hai chân bị đen á, thì chúng ta làm được. Còn nếu mà nó có nhiều chân bị đen quá thì chúng ta làm rất là cực ha. Thứ nhất là nó sẽ rất là không lâu ăn chì. Thứ hai nữa là nó làm từng chân nó lâu, đúng không? Thứ ba nữa là khi mà các bạn làm như vậy á, các bạn cứ rê 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 mỏ hàn như vậy á, đôi khi nó sẽ làm nóng và chết con IC, đúng không? Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một cách là các bạn cứ dùng cái chân nó đen thì kệ nó, cứ vệ sinh sạch sẽ. Sau đó các bạn sẽ dùng cái vị đấu chân á, các bạn cứ đấu chân bình thường cho nó ha. Rồi, khi mà các bạn đổ chân á, bình thường cho nó thì lúc này các bạn cũng không cần canh ngay và cũng không cần phải dọn dẹp cái vị đổ chân cho nó đẹp đâu, cứ cứ để vậy mà đổ thôi. Thì bạn sẽ thấy có những cái chân nó bị sùi lên, những cái chân nó không có ăn, những cái chân nó bị lem ha, lem qua là dính chùm chùm thì kệ nó, không quan tâm. Đó, nhưng mà cái cách này chính là cái cách mà các bạn tạo chân cho nó đơn giản nhất á. Khi mà bạn làm chân như vậy nè thì vô tình nó sẽ có những cái một ít cái chì bọt á, nó sẽ len lỏi vào những cái chân bị đen bạn ha, và nó sẽ tạo ra cái chân rất là tốt, rất là nhanh. Thì lần đầu tiên chúng ta sẽ đổ không được, chúng ta chỉ đổ cố tình để cạo chân thôi. Và nếu như các bạn lần một các bạn đổ mà các bạn lấy con IC ra mà nó cứng á, các bạn đừng có nạy ra ha. Nạy ra thứ nhất á, là nó làm đứt chân IC không nói, thứ hai nữa nó có thể làm hư luôn cái vị của các bạn đổ á. Tại vì khi mà đổ chân á, các bạn sẽ có một số cái vị các bạn yêu thích ha, có nghĩa là những vị nào các bạn đổ thời gian các bạn thấy cái vị này đổ ok là để dành để đổ, đúng không? Giữ cẩn thận thì là các bạn đừng có dùng cái nhíp để chọt chọt vô, nó sẽ gây ra cái lỗ nó không có đều á, nó to á. Cái lỗ nhíp bằng chọc nó to đó. Thì những cái trường hợp mà các con IC các bạn lấy không ra đó thì các bạn có thể sử dụng cái mỏ khò khò cho nó nóng lên lại gấp ra, hoặc là các bạn sử dụng mỏ hàn ha. Đó, bạn thấy không, rất là cứng, thì sử dụng mỏ hàn để mình lấy ra, vuốt hết chì lấy ra. Rồi thì sau khi lấy con IC ra, các bạn vẫn cho một lớp nhựa hông lên và các bạn sử dụng cái mỏ hàn á, các bạn để quên sử dụng cái mỏ khò đó, các bạn khò vô bình thường thôi cho những cái chân nó sẽ ăn lại với nhau ha. Thì lúc đó nó sẽ còn một vài cái chân nó bị đen các bạn ha, nhưng mà và lúc đó các bạn sẽ lấy cái mỏ hàn các bạn rê rê mấy cái là nó sẽ trắng lại thôi, chứ không có còn lâu như lúc đầu nữa đâu. Rồi và khi mà chúng ta dọn chì nè, chúng ta nên để lại một cái vài cái chân ở ngoài, ở bốn bốn cái hạt bốn cái ngoài rìa các bạn, bốn hoặc ba hoặc hai gì cũng được, để những chân ngoài rìa ở đây chi, để khi mà các bạn đổ chân lần thứ hai á, nó có cái điểm định vị sẵn rồi ha, cứ để vào đổ thôi, nó không có bị chạy IC khi mà chúng ta quét chì, đúng không? Rồi đơn giản thôi. Còn cái việc đổ chân thì nó đổ cũng giống như các bạn xem cái skill thứ 4 thôi các bạn ha. Rồi mình sẽ tạm dừng cái việc làm tiếng cho cái video này. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, chúc các bạn thành công.